cần gấp thợ neo ở Laredo, Texas. Tiệm đông khách cần gấp thợ neo biết làm chân tay nước, thợ giỏi bột, bao lương vĩnh viễn, 1.300 trên tuần, hơn ăn chia 6 năm. Tiệm mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, chủ nhật từ 12 giờ đến 6 giờ tối, thợ làm full time hoặc part time đều được. Tiệm nhiều bột màu, có chỗ ở, free phòng, khách mễ, khách dễ chịu, không khí làm việc vui vẻ, thoải mái, gọi đi làm ngay. Mọi chi tiết xin liên lạc 626-258-9112, gặp Mai, để lại tin nhắn nếu không kịp nghe phone. Thank you.